Xin kính chào quý đồng nghiệp và các bạn. Tiếp nối ca lâm sàng về chủ đề kỹ thuật, hôm nay tôi xin chia sẻ với quý đồng nghiệp và các bạn một chủ đề về chụp cụm từ rau cải răng lược. Chúng ta hiểu cái định nghĩa rau cải răng lược là gì? Rau cải răng lược là một thuật ngữ chung dùng để sử dụng để mô tả sự xâm lấn bất thường của nguyên bào nuôi vào trong cơ tử cung và thành tử cung. Điều này rất quan trọng về mặt lâm sàng, vì rau thai sẽ không tự bong ra khi sinh, và việc cố gắng để lấy bỏ rau thai trong quá trình sinh nở sẽ có thể làm đe dọa tính mạng do bị mất máu và thường thì sẽ phải cắt bỏ tử cung. Trên đây là hình ảnh để minh họa một hình ảnh về ranh giới giữa vùng rau thai cũng như cơ tử cung bình thường, và minh họa một hình ảnh ranh giới giữa vùng rau thai với cơ tử cung trong khi rau thai đã xâm lấn vào vùng cơ tử cung trong bệnh lý rau cải răng lược. Thì các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh lý về rau cải răng lược thì về thứ nhất là các bệnh lý về rau tiền đạo thì 75% thì nguy cơ là sẽ cắt tử cung ở vùng rau tiền đạo, đặc biệt là các rau bám mặt trước, gấp khoảng 100 lần so với rau bám vị trí bình thường. Trường hợp thứ hai là các trường hợp thai phụ đã có tiền sử mổ thai trước đó chiếm 66%, và các trường hợp mổ cơ tử cung trước đó, hoặc các trường hợp bóc rau bằng tay, trường hợp nong lạo, hoặc các trường hợp phẫu thuật cắt sừng tử cung kể cả nội mạc tử cung. Trường hợp thứ ba là những trường hợp mà thai phụ mang thai khi thai tuổi đời trên 35 tuổi. Thế về người ta phân cấp độ về thâm nhiễm rau thai thì trên đây là hình ảnh minh họa và một cái trên hướng sai tan T2 và hình minh họa về cái độ xâm lấn của rau thai đối với cơ tử cung. Thế thì độ xâm lấn rau thai trên tử cung thì trên hình ảnh người ta chia làm 4 cái mức độ. Mức độ thứ nhất là mức độ bình thường khi rau thai và cơ tử cung được phân định bởi cái lớp nội mạc rất chi là mỏng. Đấy, khi này ở trạng thái bình thường. Mức độ thứ hai là mức độ xâm lấn, người ta phân độ là mức độ nhẹ hay mức độ 1 khi bánh rau đã bắt đầu xâm lấn một phần vào cơ tử cung và vượt qua cái ranh giới phân định giữa vùng bánh rau và cơ tử cung. Mức độ thứ hai là mức độ gọi là mức độ vừa hay là mức độ 2. Thì khi nấy thì là bánh rau đã xâm lấn sâu hơn vào lớp cơ tử cung. Đấy. Và mức độ thứ ba người ta gọi mức độ nặng, thì mức độ này là khi đấy bánh rau đã xuyên qua cái lớp cơ và lớp thanh mạc của tử cung, và ngoài ra thì có thể xâm lấn đến các cơ quan lân cận khác, ví dụ như bàng quang, âm đạo. Mức độ này là mức độ nặng trong bệnh lý về rau cải răng lược. Thế về các phương pháp chẩn đoán ảnh thì siêu âm vẫn là phương pháp chẩn đoán ảnh được lựa chọn đầu tay vì là phương pháp ít xâm lấn, không nhiễm xạ và rẻ tiền, cũng như hầu như các tuyến cơ sở được trang thiết bị máy siêu âm thì đều có thể thực hiện được. Tuy nhiên, siêu âm có một cái nhược điểm, đó là đánh giá một số cái vùng mà đặc biệt là trong những vùng mà xâm lấn của sâu thì khó đánh giá. Ngoài ra thì phụ thuộc rất nhiều vào trang thiết bị, cũng như là hình ảnh động thì phụ thuộc rất nhiều vào trình độ của bác sĩ làm siêu âm. Do đó, phương pháp chẩn ảnh thứ hai đó là phương pháp chụp cộng từ thì được áp dụng. Thì đối với chụp cộng từ trong bệnh lý rau cải răng lược được chỉ định khi nào? Thì thứ nhất là chỉ định cộng từ khi siêu âm không phù hợp với các chẩn đoán lâm sàng, hoặc khi siêu âm không thể chẩn đoán chắc chắn là có bệnh lý hay không có bệnh lý. Trường hợp thứ hai là dùng để đánh giá về mức độ xâm lấn của bánh rau. Và trường hợp thứ ba là dùng để bổ sung thông tin khi đánh giá các khu vực khó tiếp cận siêu âm, đặc biệt trong các trường hợp mà rau cải răng lược mức độ nặng và có xâm lấn xuyên qua cơ tử cung vào các tạng lân cận thì chụp cộng từ này có độ nhạy và độ hiệu cao hơn so với làm siêu âm. Trên đây là một hình ảnh trên chuỗi xung sinh Sofasmeco của một thai phụ 32 tuổi ở tuần thai thứ 30 trên hướng colon, thì chúng ta thấy mặt phẳng colon, chúng ta thấy bánh rau có chiều dày hoàn toàn và tín hiệu hoàn toàn bình thường, các đầu của bánh rau khá là thuôn nhọn, đúng không ạ? Và đặc biệt là không có các tín hiệu dạng chống hình chống tín hiệu dòng chảy của mạch máu rất ít. Ngoài ra thì chúng ta thấy phân định ranh giới giữa bánh rau và lớp cơ tử cung thì vẫn còn nguyên vẹn và được biểu hiện là một cái đường có cường độ thấp, và thường thì cái đường này thì càng trở lên ít rõ ràng hơn khi thai ngày càng phát triển, do nó bị phát triển và nó chèn ép, nó sẽ làm mất cái tín hiệu của cái lớp phân định này.
Và ngoài ra trên cái hướng cắt ASEAN thì chúng ta thấy ba cái lớp cơ tử cung khá là rõ ràng tín hiệu trên cộng từ, đúng không ạ? Đầu tiên là lớp bên trong, đấy, lớp bên trong có cường độ tín hiệu thấp, đấy, đây hình mũi tên to đấy, đấy là một dải. Lớp thứ hai là lớp giữa thì có độ dày dày hơn và cường độ tín hiệu cao hơn so với lớp ở bên trong. Đấy. Và lớp thứ ba là lớp ngoài cùng và cũng có tín hiệu thấp dạng màu đen. Đấy. Thế đây là ba cái lớp tín hiệu của lớp cơ tử cung. Ngoài ra thì chúng ta thấy trên hình ảnh này chúng ta thấy có một khối phồng ở vị trí ở thành trước. Thế đây thực ra không phải là bệnh lý mà đây là do cái sự tách rời di trú của các cơ trực tràng khi thai ngày càng phát triển to lên. Và cái này thì một số bác sĩ sẽ rất hay bị nhầm chẩn đoán đây là một cái xâm lấn của bánh rau vào cơ tử cung, nhưng đó đây là một cái thay đổi về giải phẫu trên cái sinh lý khi thai phát triển. Và trên đây là một cái hình ảnh minh họa một cái thai phụ với bánh rau ở tuần thai thứ 16 bình thường để chúng ta cũng dễ hình dung hơn. Thế thời điểm khảo sát thì người ta thấy là cái thời điểm từ tuần thứ trước tuần thứ 23 thì giai đoạn này người ta rất nhiều nghiên cứu người ta nói là bánh rau chưa trưởng thành hoàn toàn. Do đó, khi chụp cộng từ để đánh giá bệnh lý về rau cài răng lược thì rất không khả thi và độ nhạy độ đặc hiệu để chẩn đoán bệnh lý hầu như là rất chi là thấp. Đấy. Thế giai đoạn thứ hai là giai đoạn tuần từ 24 đến 30 thì giai đoạn này là thời điểm tối ưu để đánh giá tình trạng bánh rau. Thì người ta thấy là tại sao? Vì giai đoạn này thì bánh rau hoàn toàn bình thường để phát triển và cường độ tín hiệu trung gian của bánh rau rất đồng nhất và phân biệt rõ ràng được với nội mạc tử cung, và đặc biệt là do đó trên cái tín hiệu cộng từ thì để đánh giá về bệnh lý rau cài răng lược trong giai đoạn này thì khá là khả thi, độ nhạy độ hiệu khá là cao. Sang tuần thứ 30 thì sau cái tuần này thì người ta thấy là giảm cái độ đặc hiệu để đánh giá bánh rau trên cộng từ do trong cái giai đoạn này là thai nhi phát triển. Đấy, bánh rau cường độ tín hiệu do đó có sự thay đổi, do đó không đồng nhất trên cộng từ. Và đặc biệt là do rau thai đã trưởng thành, do đó thành tử cung cũng mỏng đi, do đó sẽ làm giảm cái độ nhạy và độ đặc hiệu để trong phát hiện các bệnh lý về rau cài răng lược trên cộng từ. Thế về cái tư thế thì tư thế thăm khám trong các bệnh lý này thì chủ yếu thai phụ là nằm ngửa, chân vào trong đầu ra ngoài. Đấy. Nếu một số trường hợp mà thai phụ thai to trong giai đoạn gần đẻ thì có thể nằm nghiêng sang bên trái để dễ chịu hơn. Vì giai đoạn này thì nếu nằm nghiêng thì để giảm các nguy cơ tử cung bị chèn ép. Ngoài ra thì đối với bàng quang thì nước tiểu chúng ta để ở trạng thái vừa phải để tránh trường hợp căng quá thì gây khó chịu cho thai phụ. Ngoài ra thì nếu nước tiểu mà xẹp hoàn toàn, không có nước tiểu thì chúng ta rất khó đánh giá trong cái việc xâm lấn. Đặc biệt là trong cái trường hợp mà rau thai bám ở vị trí mức độ nặng và xâm lấn ra các tạng bên ngoài. Và ngoài ra một số cái tài liệu thì người ta nói là có thể cho bệnh nhân thở oxy qua đường oxy kính qua đường mũi thì có thể làm giảm chấn động của thai nhi. Thế về các hướng khảo sát thì các hướng khảo sát thì mục đích chính là ba hướng chúng ta vẫn thường quy, đó hướng ASEAN, hướng Colan và hướng Sagittal. Trên đây là các chuỗi sung mà chúng tôi dùng để thăm khám để khảo sát. Thì đầu tiên là chuỗi sung T2, các chuỗi sung nhanh T2 sinh xuất phát SMECO với ba mặt phẳng ASEAN, Colan và Sagittal. Thế mục tiêu của các chuỗi sung này thì để đánh giá chi tiết về giải phẫu cũng như là các tín hiệu về giải màu, các dòng chống tín hiệu và mạch máu bên trong nhau thai, vị trí của nhau thai và sự gắn kết của nhau thai, và đặc biệt là độ xâm lấn sâu của rau thai trong các trường hợp bệnh lý. Chuỗi sung thứ hai là các chuỗi sung Fiesta, chuỗi sung nhanh, chuỗi sung có nhiễu phá cân bằng, đó là chuỗi sung Fiesta thường và Fiesta phát sát, thì trên hạ ba mặt phẳng ASEAN, Colan và Sagittal. Thì đối với chuỗi sung này thì mục tiêu đánh giá là dùng để đánh giá giải phẫu, đánh giá các mạch máu và đánh giá các cấu trúc lân cận. Chuỗi sung nữa là các chuỗi sung Gynaeco và T1 thì trên mặt phẳng ASEAN và Sagittal, mục đích chính là dùng để đánh giá các xuất huyết dưới rau thai hoặc các sản phẩm mà chứa các thành phần của máu. Và một chuỗi sung cuối cùng là chuỗi sung khuếch tán. Thì đối với chuỗi sung này chúng tôi thường sử dụng ba cái thông giá trị B là 50, 750 và 1000
đối với chuỗi chung này thì để dùng để bổ sung các thông tin về đánh giá xâm lấn cơ tử cung. Thế về hướng khảo sát thì đối đầu tiên đó là hướng khảo sát sai tan, thì vùng khảo sát thì phải che phủ toàn bộ vùng bụng và xương chậu tính từ bên phải sang bên trái, và định vị trên hai hướng là colon và ASEAN. Thì đối với cái hướng định vị thì lấy mặt phẳng của bánh rau là mặt phẳng để định hướng, và đối với colon là song song, còn đối với ASEAN là vuông góc với cả rau thai. Khảo sát hướng ASEAN cũng vậy, thì định vị lát cắt trên hướng seitan và colon thì phải vuông góc với cả bánh rau, và vùng khảo sát thì che phủ toàn bộ bụng và xương chậu bắt đầu từ vùng cơ hoành và cho đến hết khớp mu để tránh bỏ sót giải phẫu, vùng giải phẫu và các tổn thương của bánh rau nếu có. Đối với hướng khảo sát colon thì định vị trên hai hướng là seitan và ASEAN, thì hai cái hướng này thì chúng ta định vị là song song với cả bánh rau, song song với bánh rau, và vùng khảo sát thì cũng che phủ toàn bộ vùng bụng và xương chậu từ thành bụng trước và cho đến thành bụng sau, đến qua cái gai sau của đốt sống thắt lưng. Thế trên đây là hình ảnh của chuỗi xung sinh sót Fastibeco trên hai mặt phẳng, trên hai mặt phẳng colon thì trên thai phụ 35 tuổi và thai tuần thứ 32. Thì trên hướng colon thì chúng ta thấy cường độ tín hiệu không đồng nhất ở mức độ vừa phải, và có các giải phẫu giải giải sẫm màu lạc, sẫm màu vị trí ở mũi mũi tên này, và chúng ta thấy là có tăng cái mạch máu ở dưới thai, dưới bánh rau. Thế thì và trên đây cái mặt phẳng seitan cũng vậy, thì kiểm tra trên lâm sàng thì người ta thấy là chẩn đoán xác định đây là một trường hợp mà thai phụ và có bong rau bị bong non. Thì đây trường hợp này trên chuỗi xung T2 sinh sót Fastibeco thì chúng ta thấy là cung cấp chi tiết về giải phẫu cũng như giải màu sẫm trong các nhau thai. Trên đây là cũng hình ảnh của chuỗi xung T2 sinh sót Fastibeco hướng ASEAN và trên chuỗi xung DIP, thì chúng ta thấy trên chuỗi xung ASEAN thì cho thấy phồng bánh rau ở phía bên phải. Đấy, chúng ta thấy bánh rau bị phồng bên phải và các giải tín hiệu sẫm màu, giảm tín hiệu vị trí ở nội mạc lân cận, đấy, vị trí đầu mũi tên. Và tương ứng với trên chuỗi xung diffusion thì chúng ta thấy là vị trí giá trị B0 chuỗi xung khuếch tán thì chúng ta thấy tín hiệu của bánh rau khá là cao, đúng không? Và xâm lấn với cơ tử cung ở vị trí đây, vị trí đầu mũi tên. Đấy. Và ngoài ra thì cái vị trí giải tương ứng với ảnh T2 giảm tín hiệu thì trên chuỗi xung diffusion cũng cường độ tín hiệu thấp. Thế và trường hợp này thì trên lâm sàng là chẩn đoán là một trường hợp là rau cài răng lược ở mức độ ngày càng tăng lên. Trường hợp thứ ba cũng trên chuỗi xung T2 sinh sót Fastibeco thì đánh giá cái sự xâm lấn của rau thai thì trên mặt phẳng seitan T2 chúng ta cho thấy rau thai hầu như là mất tín hiệu ở đoạn thấp tiếp giáp với vị trí ở bàng quang. Chúng ta thấy vị trí tiếp giáp bàng quang và tử cung nữa. Và chúng ta thấy có sự mỏng đi rõ rệt của cơ tử cung, và cùng với việc là gia tăng các mạch máu ở dọc các đoạn trước dưới của vị trí tử cung và mặt trước của bàng quang, mặt trước của bàng quang. Và chúng ta thấy so sánh với cả thành sau, vị trí mặt sau của cơ tử cung thì chúng ta thấy là có sự khác biệt về độ dày cũng như là tín hiệu của các lớp cơ. Thế trên siêu âm đốt lơ màu thì chúng ta thấy là tăng mạch máu, dòng chảy đa hướng và các hiện tượng răng cưa tăng tưới máu ở vị trí vùng bánh rau. Và trên lâm sàng khi mổ để phẫu thuật thì chúng ta thấy có phần rất nhiều các mạch máu tăng sinh với mạch ngoằn ngoèo ở bề mặt bên ngoài của vùng tử cung. Đấy. Ngoài ra một trên cái chuỗi xung nhanh Fiesta và thường và Fiesta có xoa mỡ thì chúng ta thấy trên cái hình ảnh T2, hình T2 cho ta thấy sự không đồng nhất khu trú ở vùng bánh rau dưới bên phải và với các giải thấp, tín hiệu thấp. Thế trên chuỗi xung T2 phát sát thì chúng ta thấy là cho thấy sự sắc nét và chi tiết hơn về cấu trúc rau thai so với cả chuỗi xung T2 trước xoa mỡ. Và trên chuỗi xung Fiesta thì chúng ta thấy cho thấy sự mất tiêu điểm giữa rau thai và cơ tử cung, rau thai cơ tử cung.
Và đặc biệt là đây trên cái hình ảnh mà chúng ta phóng to cái vị trí thì chúng ta thấy là cái vị trí giữa giao thai và cơ tử cung thì mất cái tiêu điểm về tiếp xúc, cái ranh giới tiếp xúc. Và trên cái hình ảnh này thì người ta đánh giá đó là một cái tượng là xâm lấn của giao thai và cơ tử cung. Trên cái hình T2 chuỗi xung propeller chống rung, sử dụng kỹ thuật chống rung thì chúng ta thấy là đây trên hình ảnh T2, và cái hình ảnh T2 có được đánh dấu vẽ màu để hiển thị giữa vùng ranh giới của giao thai và hình ranh giới của lớp cơ tử cung hình màu đỏ, thì chúng ta thấy là có sự xuất hiện và sự không đồng nhất, đúng không ạ, giữa các lớp cơ tử cung và những lớp cơ tử cung với cả các bánh rau, đặc biệt là vùng giao thai phía dưới. Thì trên đây thì người ta thấy đó là sự có mặt xâm lấn của cơ tử cung vào của bánh rau vào các lớp cơ tử cung trên cái chuỗi xung mà chống rung để chúng ta đánh giá được tốt hơn. Trên đây là hình ảnh chuỗi xung T1 Gadieco hình in phase và out phase. Đấy, chúng ta thấy trên hướng khảo sát ASEAN thì thấy xuất hiện rất nhiều các khoảng trống tín hiệu đi ngang qua các mạch trong một giao thai trên thai phụ. Đấy, chúng ta thấy đây là một hình ảnh chẩn đoán trên lâm sàng, đó là trường hợp mà rau cài răng lược bệnh lý. Đây là cái dấu hiệu các dòng tăng sinh mạch chống tín hiệu. Đây trên hình ảnh chuỗi xung T1 trên thai phụ 36 tuổi mà có tiền sử là đã mổ đẻ một lần. Siêu âm thì theo dõi một cái rau cài răng lược thì chúng ta thấy ở cái vị trí trên hình ảnh cộng từ chúng ta thấy rất nhiều các điểm mà giảm tín hiệu, đúng không? Tại vị trí ở đầu mũi tên. Và chính cái vị trí này liên quan đến vùng bên ngoài, chính là vị trí sẹo mổ của lần mổ thứ nhất. Thì chúng ta thấy cái vị trí của giao thai bám mà có ăn sâu vào cái vị trí của sẹo mổ. Và đây là một cái tình trạng là giao cài răng lược mà ăn sâu vào các vị trí mà đã mổ thai trước đó. Và trên đây là cái đường viền màu trắng là phân định ranh giới của bánh rau với cả thai nhi. Đối với chuỗi xung khuếch tán thì như với tôi đã nói ở slide trước thì chuỗi xung diffusion thì có giá trị là chẩn đoán xác định việc xâm lấn cơ tử cung. Thì trên đây là một cái hình ảnh của thai phụ 30 tuổi, tuần thai tuần thứ 30. Trên cái ảnh cắt ngang của chuỗi xung T2 thì chúng ta thấy là với chuỗi xung T2 thì chúng ta thấy mất một cái đường tối tín hiệu nó giải gọi là phân định ranh giới giữa giao thai và cơ tử cung, nó vị trí đầu mũi tên, đúng không ạ? Nếu chúng ta chỉ khảo sát ở trên mặt phẳng trên chuỗi xung này thì đây chúng ta có thể chẩn đoán đó là một cái xâm lấn của bánh rau vào cơ tử cung. Thế nhưng khi chúng ta sử dụng kỹ thuật khuếch tán thì trên chuỗi xung khuếch tán với kỹ thuật sử dụng giá trị B là 1000 thì chúng ta cho thấy là giao thai có cường độ tín hiệu sáng hơn bình thường, sáng hơn bình thường so với cường độ tín hiệu ở màng trong tử cung. Và do đó thì trên cái chuỗi xung diffusion và B1000 thì chúng ta thấy là cường độ tín hiệu cao bình thường của bánh rau. Đấy, đúng không ạ? Bình thường của bánh rau cũng như là đường viền vẫn không có sự mất liên tục, do đó không có bằng chứng để xác định đây là cái trường hợp mà rau thai bám dính bệnh lý. Do đó đây có thể khẳng định đây là một cái nhiễu ảnh hay là một cái nắt cắt mà chúng ta chưa được khẳng định. Thế do đó đây là đối với chuỗi xung diffusion để khẳng định đó là chưa có sự xâm lấn của giao thai vào cơ tử cung. Thế đối với thăm khám về bệnh lý về giao thai thì thuốc đồ hoang tử có được sử dụng hay không? Thì người ta cho thấy là đối với Gado thì cho thông tin rõ ràng hơn về bề mặt bên ngoài của giao thai liên quan đến cơ tử cung. Thế chúng ta thấy đây trên hình ảnh A với trường hợp chúng ta chưa sử dụng thuốc đồ hoang tử. Đấy. Thì đối với trường hợp mà khi trường hợp C mà chúng ta sử dụng thuốc đồ hoang tử thì chúng ta thấy toàn bộ giao thai có tăng tín hiệu sau khi bắt Gado, và khi đó chúng ta thấy là ranh giới giữa vùng giao thai và cơ tử cung khi đó được phân định rất rõ ràng hơn so với trước tiêm thuốc đồ hoang tử. Và người ta thấy là độ nhạy 88% và độ đặc hiệu 100% trong việc phát hiện là các giao thai có bám dính hay không với các trường hợp mà chụp cộng từ có tăng cường gadolinium, với độ đặc nhạy và độ đặc hiệu là 90% và độ nhạy là 80% khi không qua gado. Thế do đó là khẳng định là khi chúng ta sử dụng gado thì độ nhạy và độ đặc hiệu để đánh giá các bệnh lý về bám dính
bánh rau đối cơ tử cung được chẩn đoán được chính xác hơn và độ nhạy được hiệu được tốt hơn. Tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều các tranh luận về việc sử dụng Gado này thì đối với các thai phụ vì có liên quan đến nhiễm độc ở thai nhi hay không. Và đối với tổ chức ACA thì người ta nói rằng là chỉ được sử dụng Gado khi trước khi có sự phân tích các tiềm ẩn nguy cơ và đặc biệt là phải cân nhắc về cái mức độ chẩn đoán cũng như giá trị chẩn đoán cũng như tác hại của thuốc Gado đối với thai phụ cũng như là trẻ sơ sinh khi trước khi để tiến hành tiêm thuốc Gado cho thai phụ. Thế trên đây là một trường hợp mà người ta sử dụng Gado để người ta đánh giá về các mạch máu, thì đây là một cái hình ảnh là sử dụng Gado đối với thai phụ ở tuần thứ 33. Thì chúng ta thấy khi tiêm thuốc đồ ăn từ thì các nhánh mạch máu ở giao thai ở vùng thứ cấp và sơ cấp và thứ cấp ở vùng mạch máu vùng màng nhện mẹ màng đệm của vùng giao thai được hiển thị khá là rõ ràng, đúng không ạ? Đây là một cái ví dụ mà người ta sử dụng tiêm thuốc đồ ăn từ trên thai phụ. Thế về chụp cộng từ đối với thai phụ để chẩn đoán các bệnh lý về giao thai thì có an toàn hay không? Thì người ta thấy là nguy cơ của thai nhi khi chụp cộng từ 1.5 tesla cũng như 3 tesla thì hầu hết các nghiên cứu cho thấy là ảnh hưởng của âm thanh cũng như nhiệt và trường sóng RF trong thời kỳ mang thai là hoàn toàn an toàn. Và tuy nhiên thì người ta khuyến cáo là tránh chụp cộng từ trong cái quý đầu của thai nhi vì do vẫn còn rất thiếu thông tin về những rủi ro trong giai đoạn và những cái giai đoạn tuần 3 tháng đầu giai đoạn mà thai nhi đang hoàn thiện các cơ quan, cho đó là tránh chụp cộng từ. Thì đối với máy cộng từ 3 tesla thì có các khuyến cáo là người ta thấy là hầu như không thấy có các yếu tố nguy cơ tăng lên cho thai phụ cũng như là trẻ sơ sinh trong máy chụp cộng từ 3 tesla với các trường hợp mà khi chúng ta kiểm soát hoàn toàn về nhiệt độ cũng như là tiếng ồn cũng như là các thông số khác liên quan đến trong quá trình thăm khám. Tuy nhiên đối với máy 3 tesla thì chúng ta nên nhớ là do từ trường cao hơn, do đó là cải thiện chất lượng hình ảnh tốt hơn và độ phân giải thì tốt hơn so với máy cộng từ 1.5. Tuy nhiên thì đối với chụp cộng từ 3 tesla thì sẽ làm tăng các nhiễu ảnh do từ trường mạnh, đặc biệt các nhiễu ảnh gọi artifact liên quan đến độ nhạy và đặc biệt là có một cái nhiễu ảnh liên quan đến nhiễu ảnh do cái từ trường mạnh đó, dielectric, đó là các nhiễu ảnh. Đây là hình ảnh minh họa cho nhiễu ảnh dielectric mà cho khi chúng ta sử dụng với từ trường máy cộng từ 3 tesla. Và đây slide thì tôi cũng xin chia sẻ là một số cái ứng dụng mới liên quan đến chụp cộng từ không chỉ riêng đối với bệnh lý do cài răng lược mà các bệnh lý liên quan đến bánh rau thì người ta cũng áp dụng vào các chuỗi sung về khuếch tán, sử dụng đo cái chỉ số ADC thì người ta thấy là đối với những thai phụ bánh rau phát triển bình thường thì có chỉ số ADC cao hơn so với ngưỡng đối với thai phụ mà có bánh rau đang có hiện tượng thoái triển hay là chẳng phát triển. Ngoài ra thì người ta cũng sử dụng các kỹ thuật liên quan đến phổ và người ta thấy là đối với những trường hợp mà giao thai bình thường thì các đỉnh về Cholet hay là NAA hay đỉnh Nibit thì có sự khác biệt rõ rệt đối với những trường hợp mà bánh rau có sự thoái triển và đang không có sự phát triển thai phụ. Thì người ta thấy các đỉnh này có sự khác biệt rõ ràng và đây cũng là một trong những hướng nghiên cứu mới trong tương lai để bổ sung thêm các thông tin chẩn đoán các bệnh lý về bánh rau. Kết luận thì chúng ta thấy là cộng từ giao thai là một phương pháp không xâm lấn, đúng không ạ? Nhưng mà đòi hỏi là kỹ thuật cũng như là phải trang bị máy cộng từ phải từ 1.5 tesla trở lên từ trường cao. Và đối với phương pháp chụp cộng từ bánh rau thì trong bệnh lý về rau cài răng lược thì đánh giá tốt hơn đối với các thể về ăn sâu, đặc biệt là thể nặng gọi là phân độ thứ ba và các vị trí hầu như phía sau trong thai nhi và trong các trường hợp mà rau bám mà trên siêu âm hầu như khó đánh giá. Và chúng ta có thể thấy là cộng từ thì bổ sung thông tin tốt hơn và đưa ra các chẩn đoán cũng như các hướng điều trị và tiên lượng cho người bệnh tốt hơn khi có kết hợp với các chỉ định siêu âm trước đó. Và đối với thuốc Gado
thì làm tăng cái khả năng chẩn đoán, nhưng còn rất nhiều bàn cãi về cái việc có sử dụng hay không trong cụm từ mà khi đang mang thai. Thì trên đây là bài trình bày của chúng tôi chia sẻ với kinh nghiệm về khi thăm khám cụm từ, một cái phương pháp chẩn đoán ngành để chẩn đoán về các bệnh lý rau cản răng được. Hy vọng qua bài chia sẻ của chúng tôi, các bạn cũng có một phần nào kiến thức để có thể áp dụng vào cho lâm sàng thực tế để có thêm các phương pháp hỗ trợ chẩn đoán về bệnh lý rau cản răng được cho các bệnh nhân. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý đồng nghiệp và các bạn, và hẹn gặp lại ở ca lâm sàng lần sau.